IMF dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam tăng lên 3,9%. Phát hiện sai phạm mua sắm kit xét nghiệm tại Bộ Y tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục ống kính tâm trấn, nợ xấu ngân hàng có nguy cơ tăng trở lại vì sao? Thưa quý vị, theo thông cáo mới đây của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nhờ chiến dịch triển khai tiêm vaccine và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục sau làn sóng bùng phát dịch nghiêm trọng trong năm 2021 tiến trình phục hồi được dự báo sẽ mạnh lên nhờ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được thông qua trong thời gian gần đây kinh tế được dự báo tăng trưởng ở mức 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023 về cuối năm lạm phát Việt Nam được IMF dự báo sẽ tăng lên 3,9% sát ngưỡng mục tiêu kiểm soát mà Việt Nam đã đặt ra IMF đánh giá triển vọng trong thời gian tới có nhiều rủi ro đáng kể. Các rủi ro tăng trưởng thiên về hướng làm giảm tăng trưởng, trong khi những rủi ro lạm phát thì lại thiên về hướng làm tăng lạm phát. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, mặt hàng xăng dầu trước đề nghị giảm mức thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu để đa dạng hóa nguồn cung của một số cơ quan. Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước bối cảnh của dịch bệnh và xung đột chính trị trên thế giới đang diễn ra, Bộ Tài chính thấy cần thiết phải có phương án điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng dầu để đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tránh bị động bởi phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Hàn Quốc và ASEAN, đồng thời đảm bảo mức tranh lệch phù hợp với mức thuế suất theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh thuế suất MFN đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chỉ từ mức 20% hiện nay xuống 12% chênh 4% so với thuế suất FTA từ Hàn Quốc và ASEAN. Bộ Tài chính đánh giá phương án trên mặc dù có thể không tác động nhiều đến việc làm giảm giá xăng dầu trong nước do hiện nay giá xăng dầu nhập khẩu chủ yếu từ ASEAN và Hàn Quốc nhưng sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu từ các quốc gia khác và tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một số đối tác trong trường hợp nguồn cung trên thị trường thế giới biến động. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong kỳ 1 tháng 4, tức là từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, đạt 32,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,3% tương ứng mức giảm gần 4,5 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3 năm 2022. Về xuất khẩu, tổng kim ngạch trong kỳ 1 tháng 4 đạt gần 15,28 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,9%, tương ứng mức giảm 4,04 tỷ đô la Mỹ so với kỳ 2 của tháng 3 năm 2022. Nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 đạt 16,89 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,6% tương ứng mức giảm 458 triệu đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3 năm 2022. Trong kỳ 1 tháng 4 cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,62 tỷ đô la Mỹ tính từ đầu năm cho tới hết ngày 15 tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 144 triệu đô la Mỹ theo HFPC thì Việt Nam cần đón đầu một loạt các xu hướng lớn trên thế giới được dự báo sẽ định hình tương lai của các quốc gia. Biến đổi khí hậu là xu hướng đầu tiên mà HSBC đề cập. Theo ngân hàng này, Việt Nam, một quốc gia có đường bờ biển dài với dân số gần 100 triệu dân và một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Viễn cảnh mực nước biển tăng và mùa màng thất bát khi trái đất nóng lên là một mối đe dọa cho an sinh và phồn vinh của xã hội. Khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông kiểu Long, hiện đang đứng đầu về biến đổi khí hậu. Số hóa là xu hướng thứ hai mà HSBC cho rằng Việt Nam cần phải đón đầu. Bình đẳng về tiêm phòng là xu hướng tiếp theo, đồng thời HSBC nhấn mạnh Việt Nam đang là tấm gương sáng trong vấn đề này. Thương mại là xu hướng thứ tư, ngân hàng này nhấn mạnh hoạt động thương mại vẫn là con đường ngắn và trực tiếp nhất để đạt được tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo là địa chính trị và xu hướng cuối cùng là bất bình đẳng và phục hồi toàn diện. Trong báo cáo mới nhất, công ty cổ phần chứng khoán VNDirect cho biết vốn FDI thực hiện tăng 8,7% so với cùng kỳ lên 1,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 vừa qua. Trong quý 1 thì vốn thực hiện của các dự án FDI tăng 7,8% so với cùng kỳ lên 4,4 tỷ đô la Mỹ. Trong quý 1, vốn đăng ký của các dự án FDI giảm 12% so với cùng kỳ xuống còn 8,9 tỷ đô la Mỹ. Vốn đăng ký của các dự án FDI giảm trong quý 1 chủ yếu là do cùng kỳ năm ngoái ghi nhận một số dự án quy mô rất lớn. Thưa quý vị, vụ án vi phạm quy định về việc đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty Việt Á và một số cơ quan địa phương tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu lên như một điển hình gây thất thoát, lãng phí và gây bức xúc trong nhân dân. Liên quan đến vấn đề này, thanh tra chính phủ cho biết đã và đang triển khai thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong tháng 5, thanh tra chính phủ sẽ báo cáo chính phủ về chuyên đề này. Sở bộ bước đầu đã phát hiện được một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, kit test, sinh phẩm, phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa phê duyệt chiến lược cải cách thuế đến năm 2030 nhằm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định và hợp lý. Cụ thể, Bộ Tài chính được giao chủ trì chiến lược cải cách thuế theo hướng đảm bảo khả năng duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định hợp lý. Sau khi tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà, từ đó khuyến khích sử dụng hiệu quả, hạn chế đầu cơ nhà, đất. Trong năm tuần gần đây, thì nhà đầu tư nước ngoài đã liên tiếp mua dòng cổ phiếu chứng chỉ quỹ với giá trị 3.589 tỷ đồng, tương đương với khoảng 155 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá lạc quan với thị trường vốn của Việt Nam. Trước những diễn biến nóng mới đây trên thị trường, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF rất hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường tính công khai và minh bạch nhằm điều tiết thị trường và cải thiện tổng thể việc giám sát. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 508 năm 2022 phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%, tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ ghi nhận được đạt tối thiểu 80%. Thưa quý vị, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thông tin hai doanh nghiệp chúng đầu ra đất thủ thiêm là công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Shimiga vừa gửi văn bản hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30 tháng 4 để thể hiện thiện chí mua Trước đó thì hai doanh nghiệp này đã có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất và các khoản phí liên quan, bao gồm tiền phạt chậm nộp theo tiến độ từng tháng cho đến tháng 9 năm 2022 sẽ hoàn thành việc thanh toán. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận. Vào ngày 25 tháng 4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1.879.000 tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Trong đó, ngân sách nhà nước đã quyết định chi 74.000 tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2021 là 72.068 tỷ đồng. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn phát sóng lúc 20 giờ trên kênh truyền hình sctv 8 VTV. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãi suất hạ nhiệt trên thị trường liên ngân hàng Viễn cảnh kinh tế thế giới sẽ còn nhiều bất ổn Mục ống kính tâm chấn, nợ xấu ngân hàng có nguy cơ tăng trở lại vì sao? Cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất bình quân liên ngân hàng vào ngày 21 tháng 4 chỉ ở mức 1,51% một năm. Các kỳ hạn một tuần và một tháng cũng giảm về chỉ còn 2,08% một năm và 2,32% một năm, giảm khoảng trên dưới 0,4% một năm kể từ đầu tháng. Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay đối với khách hàng để đầu tư kinh doanh, chứng khoán vẫn còn khá nhỏ, chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% tổng dư nợ tiến dụng toàn hệ thống. Hiện nay, các tổ chức tiến dụng chỉ được cấp tiến dụng đối với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, và khi cấp tiến dụng thì phải đáp ứng một số các điều kiện nhất định. Tính đến hết năm 2021, có 27 cổ phiếu ngân hàng niêm yết đăng ký giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường, mức độ giao dịch hàng ngày chiếm trên 30% tổng giá trị giao dịch và có khả năng dẫn dắt thị trường. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mẹ khác giao dịch như thế nào trong phiên hôm nay? Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng biến động nhẹ, giá mua vào giao dịch từ 22.800 đồng đến 22.860 đồng một đô la Mỹ, giá bán ra dao động từ 23.060 đồng đến 23.117 đồng một đô la Mỹ. Theo công bố của Vietcombank, giá các ngoại tệ mạnh khác ghi nhận xu hướng tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sức giảm mạnh nhất thuộc về đồng đô la Úc khi giảm 215 đồng ở chiều mua vào và giảm 224 đồng ở chiều bán ra. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng áp dụng ngày 21 tháng 4 với kỳ hạn qua đêm là 1,51%, một tuần là 2,08%, một tháng là 2,32% và ba tháng là 2,77%. Sau đây sẽ là phần tổng hợp thị trường chứng khoán kết phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4. Thưa quý vị, trên sàn HOSE, chỉ số VN Index đã giảm 68,31 điểm xuống mức 1.310,92 điểm. Khối lượng giao dịch của VN Index đạt hơn 761 triệu đơn vị với giá trị gần 22.000 tỷ đồng. Trong khi đó, thì HNX Index giảm 21,61 điểm xuống còn 337,51 điểm. HNX Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 108,6 triệu đơn vị với giá trị giao dịch đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị, VN Index đang rớt giá mạnh, hiện nay chỉ còn ở mức 1.300 điểm, giảm 200 điểm so với đỉnh vào hồi đầu tháng 4. Vốn hóa của HOSE cũng bốc hơi hơn gần 30 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 2 tuần khiến cho giới đầu tư choáng váng. Dồn dập các thông tin bắt bớ lãnh đạo doanh nghiệp như là ông chủ của FLC hay Tân Hoàng Minh và Chí Việt. Những cổ phiếu không liên quan cũng bị đồn thổi và giảm sàn hàng loạt tài khoản của nhà đầu tư bốc hơi, chuyện gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Việt Nam? Ở lại hay rút vốn khỏi thị trường lúc này đang là tâm lý chung của các nhà đầu tư chứng khoán. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV qua phóng sự sau đây. Mùa hè chiều tháng đứng, tên một bộ phim phát hành năm 2000, có lẽ là hình ảnh phù hợp với chứng khoán Việt Nam trong phiên ngày hôm nay khi có phiên lao dốc tháng đứng. Anh Việt là một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm, không khỏi hoang mang lo lắng khi thị trường có phiên giảm điểm mạnh kể từ đầu năm cho đến nay trong à, trong thời, khoảng thời gian gần đây thì à, thị trường à, liên tục giảm mạnh và có những dấu hiệu bất ổn bởi vì là sau đợt việc chỉnh vừa rồi thì cũng có rất là nhiều vụ sai phạm thì à, mình cũng rất là cảm thấy rất là hoang mang bởi vì là tuy là trong cái danh mục của mình thì có nắm những cái con à, những những cái mã cổ phiếu thì nó có ổn định và có sự chắc chắn về lâu dài nhưng mà cũng có những cái mã nó À, chạy theo ngắn hạn và để lướt sóng thì à, qua đợt vừa rồi thì danh mục của mình cũng đã âm rất là âm rất là nhiều có khi đã lên đến 20 phần trăm ấy không chỉ anh Kiên mà tâm lý hoảng loạn lo lắng ngày hôm nay cũng là phần lớn của các nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, mình nghĩ là thể thị trường chứng khoán đã điều chỉnh khá là mạnh trong cái thời gian hiện tại này thì cái sự điều chỉnh này đã làm cho những cái cổ phiếu penny à, đã trở về đúng với cái giá trị ban đầu của nó tuy nhiên thì cái tâm lý tiêu cực này đã ảnh hưởng cũng khá là đáng kể đến những cái cổ phiếu vốn hóa lớn những cái doanh nghiệp mà có hoạt động tốt thì cũng đã bị ảnh hưởng cái giá trị của cổ phiếu đó đã bị giảm à, thực sự mà nói thì khi thị trường giảm điểm như này mình cảm thấy rất là hoang mang năm ngoái khi mà cổ sóng à, cổ phiếu penny tạo sóng thì mình đã đầu tư khá là nhiều và mình cũng có thu được một lượng lãi lớn nhưng mà đợt giảm điểm lần này thì số lãi của mình đã trả về thị trường theo các chuyên gia tâm lý nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nghỉ 4 ngày thường rất yếu do không muốn mua bán cổ phiếu vì lo ngại rủi ro biến động của chứng khoán trong kỳ nghỉ thêm vào đó chứng khoán trải qua đợt sụt giảm rất sâu đã khiến nhà đầu tư sợ không dám xuống tiền Đặc biệt, lực cầu trở nên rất yếu kể từ sau một số vụ việc sai phạm trong chứng khoán, trái phiếu bị xử lý gần đây, tin đồn vẫn bủa vây thị trường. Hôm nay cũng là một ngày giao dịch khá là đặc biệt khi mà thị trường hôm nay tiếp nối những cái đà giảm trước đó đã giảm đến 68 điểm và chỉ tính riêng trên sàn HOSE thì đã có tới 181 mã giảm sàn. Thì cái theo mình đánh giá hiện nay thì thị trường đã có 3 tuần giảm điểm liên tục và các nhà đầu tư hiện tại thì có thể nói là đang mất đi định hướng khi mà đối với các nhà đầu tư ngắn hạn thì hiện nay đang thua lỗ rất là nặng và người ta chỉ đang tìm cách để mà làm sao để gỡ lỗ thật là nhanh. Các cái giao dịch trên thị trường hiện nay nó không phản ánh đúng những câu chuyện của các doanh nghiệp mà nó chỉ đơn giản là đây là một hiện tượng thiên nga đen khi mà liên tục là những cái sự giảm điểm mà do những cái tin tức tiêu cực do các lãnh các việc xử lý vi phạm trên thị trường. Thì đây sẽ là một hiện tượng trong ngắn hạn, tuy nhiên thì nó cũng sẽ là một điều đáng để lưu ý cho các nhà đầu tư cần đề phòng trong giai đoạn này. Và để mà nói thì hiện nay cũng khó để nói là xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và trả lời được đâu là đáy. Bởi vì uh, hiện tại thì thị trường vẫn chưa có một phiên hồi điểm nào thuyết phục cả. Và như hôm nay thì áp lực tiếp tục được gia tăng và đã có uh, một phiên giảm điểm gọi là kỷ lục uh, kể từ đầu năm ngoái đến giờ các chuyên gia cho rằng đa dạng bất ngờ của phiên ngày hè tháng 4 khiến mọi dự báo của các công ty chứng khoán, giới chuyên gia đều nằm ngoài dự báo. Diễn biến bất thường này tuy chưa thể lý giải nguyên nhân nhưng có lẽ với nhà đầu tư, mức thua lỗ ngày càng nặng thêm là có thật. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, việc đánh giá tín nhiệm bắt buộc là cách tiếp cận rất phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển cũng như quốc gia láng giềng của Việt Nam. Hệ thống này giúp đẩy mạnh minh bạch cũng như môi trường phát triển ổn định và rất tốt cho nhà đầu tư. Việt Nam hiện nay mới chỉ có một đơn vị đánh giá tín nhiệm. Theo đó thì ADB khuyến khích sự tham gia của các cơ quan hiện tại và có các cơ quan mới đánh giá mức độ tín nhiệm. ADB cũng đang phối hợp với các tổ chức đánh giá tín dụng quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và mong muốn họ có các hoạt động hợp tác với các tổ chức đánh giá tín dụng của Việt Nam. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp bất động sản cần một giải pháp đồng bộ và hiệu quả để phát triển lành mạnh hơn. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản nói riêng cần một giải pháp đồng bộ và hiệu quả để phát triển lành mạnh. Việc đánh giá hạn mức tín nhiệm với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu là vô cùng cần thiết bởi hạn mức tín nhiệm cho phép nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát, đủ khách quan để đánh giá những rủi ro có thể khi đầu tư vào doanh nghiệp thông qua trái phiếu. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần đề ra một cơ chế kiểm tra hiệu quả với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngay từ bước gửi hồ sơ, thay vì phát hiện sai phạm và hủy bỏ các thông vụ đã phát hành thành công, gây tâm lý xáo trộn không đáng có cho thị trường. Theo số liệu của VN Direct, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 1 của năm nay đạt mức 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước, nhưng lại tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 102,6%. Trong quý đầu năm, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xu hướng giảm dần qua các tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thông tư số 16 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022 áp dụng các quy định chặt chẽ hơn dành cho các tổ chức tiến dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng của doanh nghiệp phát hành. Bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,2% tổng giá trị phát hành trong quý 1 năm 2022 tương đương với 15.860 tỷ đồng. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết trong quý 1 vừa qua thì nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 675.000 tài khoản chứng khoán, lớn hơn lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2019 và 2020 cộng lại. Thống kê từ các công ty chứng khoán cho biết dư nợ cho vay toàn thị trường tính tới cuối quý 1 năm 2022 đạt kỷ lục 200.000 tỷ đồng, xấp xỉ 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ khoảng 5.000 tỷ so với quý trước và đây là con số kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập cho tới nay. Nếu tính thêm dư nợ từ cho vay ba bên, con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều so với 200.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, hơn 20 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy 9 lô trái phiếu do ba công ty con của Tân Hoàng Minh phát hành, các nhà đầu tư góp tiền cùng đầu tư trái phiếu vẫn chưa được trả lại tiền. Đến nay thì Tân Hoàng Minh vẫn chưa có lộ trình cụ thể về phương án trả tiền cho nhà đầu tư mà chỉ thông báo là chờ sự hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tuy nhiên cho tới nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng dẫn nào về vấn đề này quá lo lắng về khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư đã tìm đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính để kêu cứu, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc trả lời và hướng dẫn Tân Hoàng Minh để trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về tiền tệ, năng lượng và kim loại quý. Giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao khi lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 2,95%. Đồng thời, đồng bạc xanh còn được hưởng lợi khi nhà đầu tư muốn trú ẩn an toàn khi cuộc xung đột quân sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index tiếp tục tăng thêm 0,02 điểm so với cuối tuần qua, lên 101,16 điểm giá dầu được dự báo khó có thể tăng trong bối cảnh các chỉ số dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu được điều chỉnh giảm, nhu cầu tiêu thụ cũng giảm mạnh, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. trong phiên ngày 25 tháng 4, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 104 đô la Mỹ một thùng, cả hai loại dầu này đều mất gần 2% trong phiên đầu tuần sau khi chạm mốc 2.000 đô la Mỹ, vàng đã giảm nhanh khi đồng đô la Mỹ leo thang cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Dù vậy, thị trường vàng vẫn đang hình thành sức mua khi giá vàng sụt giảm về mức thấp. Kim loại quý trên thị trường quốc tế ngày 25 tháng 4 giảm mạnh sau khi tăng nhẹ vào đầu ngày. Vàng tăng lên mức 1.936 đô la Mỹ một ao, rồi cuối cùng quay đầu giảm mạnh về ngưỡng 1.927 đô la Mỹ một ao.